Xin chào các bạn nha. Bữa nay thì mình cũng đi săn nai bạn. Bữa nay thì chính phủ cho mở săn nai, mình săn bằng cung. Đây cái cung của mình đây. Đây mình săn bằng cái cung này. Đây là khu vực của mình đang săn. Tháng này lá cây nó còn rậm. Hy vọng có nai tới cái mình cho các bạn xem. Cô bực bên này bốn con cái nó đang chạy lại bạn. Mình để cho mình bắn nữa bạn. Có một bầy nai nó đi ngang chỗ này rồi bạn, bốn con đầu là con cái lớn, con sau là con cái nhỏ, con thứ ba mình bắn, con thứ ba mới vừa bắn xong nó chạy về hướng này, cái tên nó dính vô trong người nó luôn, nó di dục qua cái màn hình thì mình bắn á, hy vọng là mình sẽ xuống mình tìm được nó. Bốn con cái không à, bây giờ mình chuẩn bị mình thả đầu xuống mình đi tìm đó bạn. Cái này mình leo lên đây khoảng 5 mét rồi. Giờ mình sẽ thả cái đầu với cái bịch đầu ngà với cái của mình xuống cho mình xuống mình tìm đó. Cái nỏ giờ mình cột dây mình thả xuống. Nó chạy ra cũng sát mé đường, cũng tiện đường trên đường mình về. Ok, giờ mình sẽ leo xuống. Đây là cái ghế mình đứng dưới nè. Cái ghế này trên. Cái này, dây này an toàn. Đó. Ok, giờ mình sẽ tuột xuống. Mình mới bắn nó ở chỗ này đó. Chạy đây nè. Đây cái tên của mình này. Chết máu đây nè. Đây, xuyên qua. Ồ, gãy đầu tên luôn. Cái tên dính trong người nè. Đây. Cái tên gãy luôn rồi. Bắn vô. Nó đang chạy bắn vô.
bắn vô cái nách mà không xuyên qua cái tên, có thể là cái tên nó chạy bị dướng vô trong cái đồi sang bên kia. Không có xuyên qua lắm. Cái tên mình thấy nó dướng. Dướng này. Không. Đây, nhảy qua đây. Đây, hướng này. Đây, rất quan hóa chứ. Đây. Ồ, thấy nó nằm lại. Đây. Ăn quả của mình đây. Cho nghe tim. Bắn một phát một nhau nghe tim. Khách chạy. Xuyên qua giữa tim luôn. Chạy khoảng 40 mét rớt. Đây, thành quả của mình đấy bạn. Đây, thành quả Ngọc đi xem. Bây giờ là anh lấy xe ăn anh về. Cần đầu tiên ha. Đây mình đưa nó lên xe rồi nè. Thấy nó nằm ngang bít qua cái xe mình luôn. Con này cho con khoảng 60 kg rồi.